công thức nguyên hàm cực cực kỳ quan trọng phải nhớ đó chính là nguyên hàm của x mũ alpha chính bằng x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng với cả c lấy ví dụ nhá nguyên hàm của x mũ 5 dx sẽ bằng là x mũ 5 cộng 1 tạo thành x mũ 6 rồi chia cho mũ 6 cộng c tiếp tục nguyên hàm của 2x mũ 3 dx thì 2 để ra ngoài x mũ 3 cộng 1 thành x mũ 4 chia cho 4 cộng c nguyên hàm của x x mũ 1 thì nguyên hàm thành x mũ 2 rồi chia cho mũ là chia 2 cộng C. Tiếp tục, nguyên hàm của 3 dx thì nguyên hàm của 3 để im, nguyên hàm của 1 là x cộng C. Nguyên hàm của căn x thì nó chính là nguyên hàm của x mũ 1 phần 2 dx Thì tăng mũ lên một đơn vị là 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2, chia cho 3 phần 2 cộng C. Nguyên hàm của 1 trên x mũ 4 thì sao? Nó chính là nguyên hàm của x mũ trừ 4 Đấy, bằng tăng lên một đơn vị là x mũ trừ 3, chia trừ 3 cộng C. Các em nhớ follow kênh của thầy để cập nhật các bài giảng hai hàng ngày nhé.